Cái này nó như kiểu gần như là kiểu là kính lúp ấy, nhưng mà nó là kính lão, nó phóng to lên rất là nhiều nhé. Đây, quay ngược như thế này, thế này. Thì chẳng hạn như này, đây nhìn cái miệng của em nó như thế này. Dặm đấy, thì như thế này nha quý vị nhé. Đó, xin chào quý anh chị. Vào đây em ở cái bên chỗ cửa hàng đồng xuyên chỗ khu đồng hồ, nhưng bây giờ em đã quay sang trở lại khu kính rồi nha quý vị nhé. Bây giờ là khu kính đây, thì hôm nọ em có quay mấy cái kính của Ray-Ban, mấy đây mình cái kính 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 thể trang ấy, kính đen ấy, thì nó có nhiều mẫu đấy, nhưng mà đặc biệt hôm nay sang quay thêm cho quý vị xem cái mẫu đồng hồ kính, à chứ cái đồng hồ mà những cái kính ấy nhá, cái kính lão ở bên này nhá, cái kính lão bên này, những cái kính giá rẻ nó cũng có những cái dòng giá rất là tốt thôi đấy. Còn những cái nó chỉ loanh quanh ở cái như chiếc này nó cứ đang cầm đã hai một chiếc bên tay nhá, nó đang có giá là khoảng độ 1,1 triệu 2 đấy, thì nó có nhiều những cái mẫu mã khác nhau, thì có những cái mẫu thì nó cũng chỉ loanh quanh khoảng độ là trên 700 hay 800 gì đấy, nghĩa là thuế phí gửi về, thì là nó sẽ có nhiều những cái mẫu của kính lão này nó không phải là thời trang, thì là có thể là quý vị sẽ không quan trọng lắm đâu, đúng không, là cái hình thức nó như thế nào đâu, nhưng đúng không, thì em sẽ lấy thử một cái cho quý vị xem nhé. Đây ví dụ như cái con kính này em đang cầm ở trên tay đây, như kính này nhá, thì đang quay nó bị ngược cam, là cam sau này. Đấy, như kính này này là kính 3 phẩy dành cho cái kính lão ấy, cho người già nhé. Thì như chẳng hạn như cây này em quên đang cầm trên tay, nó đang có giá đâu đấy về nó khoảng 1,2 triệu đấy, 1,2 triệu nhé, quý vị có thể thấy cái kính của nó này. Đây, cái chiều dày của kính nó rất là dày, còn kính trên tay nó có rất là chắc chắn nhé, chỉ có hơn 1 triệu thôi. Thì như cái kính này thì có những cái nó sản xuất ở tại Nhật, nhập là Nhật, thì có những cái nó là sản xuất ở nước thứ ba như vậy nhé, có thể là China hay là có thể là Thái Lan, như trước này thì là sản xuất ở Nhật này, nó có tên tên công ty sản xuất ở đây nhé, công ty của Nhật sản xuất ở đây nhá, nó có ghi dưới này, thế như là nó là cái chữ Hán, chữ của Nhật em cũng không đọc được. Đây kính của nó đây là như thế này này, kính này đeo vào thì là ngã luôn. Đây, đeo kính này vào thì là ngã luôn, không thể đi được, đeo choáng lắm. Đây là kính này là kính dành cho người già. Thì là ở trên cái kính này có ghi những cái thông thông tin ở đằng sau này, xem sẽ đọc cho quý vị nghe nhé. Ở đây nó sẽ có những cái thông tin về tuổi của từng 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 tuổi, tuổi của từng người mà lứa tuổi nào thì sẽ đeo được kính nào nhé. À, ở đây là dưới 45 tuổi, khoảng 45 tuổi thì sẽ đeo cái kính 1 phẩy. Thế còn từ 46 đến 50 tuổi sẽ đeo kính 1,5. Thế còn là từ 51 đến 55 sẽ đeo kính là 2 phẩy. Thế và từ 56 đến 60 sẽ đeo kính là 2,5. Thế từ 61 đến 65 là đeo kính 3 phẩy. Và từ 66 tuổi trở lên là đeo kính 3,5. Thế là 3,5 đấy. Đấy. Thế là kính nó sẽ đóng ở trong hộp như thế này. Nó chỉ là đơn giản như thế này thôi. Thì cái kính thì nó cũng giống như kính anh Quyết đang vừa cầm cho quý vị xem, nhưng mà cái độ phẩy của nó thì là nó sẽ là tùy trước ấy. Chẳng hạn trước này nó hơi lớn một tí là 3 chấm, chẳng hạn là 3 chấm đây này, thì 3 chấm ở đây thì như ở đây được họ ghi là 3 chấm đấy, từ là 61 đến 65 tuổi, thì là đấy là của các cô các chú các bác nào mà cô chú bác nào là từ trên dưới 60 tuổi thì sẽ đeo, từ trên 60 tuổi sẽ đeo cái kính này. Thì đây là thông số họ ghi ở tại Nhật, họ ghi ở đây như thế đấy. Thế nhưng mà cái kính mà mình đeo nó có phù hợp với cái mắt của mình hay không á, thì là tùy. Thì có những các chú các bác các cô tuy rằng lớn tuổi rồi nhưng mắt vẫn là tốt đấy, thì chỉ có thể là đeo, có những người thì chỉ đeo những cái kính khoảng là 1 phẩy thôi hay 1,5 thôi đấy. Thì có những bác các cô chú bác thì là ít tuổi hơn, nhưng mà cái mắt của mình nó có thể là nó sẽ kém hơn một tí, thì mình sẽ đeo cái kính nó sẽ có độ cao hơn, chẳng hạn là 1,5 hay là 2 chấm hay là 2,5 hay là 3 chấm gì đấy. Thì cái này thì quý vị sẽ đến cái
hiệu kính thuốc ấy, thì quý vị có thể đo, hoặc là đi bệnh viện quý vị có thể khám, quý vị có thể đo thử xem là cái mắt của mình nó đeo vừa kính bao nhiêu, thì em có thể mua giúp cho quý vị nhé. Thì quý cô chú anh chị nào mua cho ông bà hay là mua cho bố mẹ thì em cũng có thể mua gửi về giúp cho quý vị. Cái đặc điểm kính của Nhật này thì em không đeo cái này không biết, nhưng mà đại thể là nếu mà trước khi mình nhìn là nhìn nó rất là trong. Đây nó còn có bụi nhá. Còn có bụi ở đây mà mình chưa lau, nhưng mà nhìn nó rất là trong, nó trong veo. Cái mắt kính của nó khá là dày. Mắt kính của nó rất là dày nhá. Kính của nó rất là chắc chắn. Thế còn lại là như ngày trước ở nhà em xem một số cái kính của các ông các bà đeo ở nhà, nó cảm thấy cái mắt kính thì nó khá là mỏng. Thế nhưng mà cái này thì nó khá là dày, nó cũng không phải là thủy tinh đâu quý vị ạ. Nó làm bằng một chất liệu nhựa hay là cái gì đấy thì em không rõ lắm, nhưng mà nó rất là dày. Vừa rồi là có một chú ở trong Sài Gòn, đấy là ở Hà Nội đó, thì cũng có nhờ em mua cái kính như này này. Thì về thấy phản hồi lại là đeo rất là rõ. Đang ở tại cửa hàng đây là cũng là đang lên để chia sẻ cùng toàn thể quý cô chú anh chị. Nó là như thế. Thế còn là nếu mà để chính xác nhất thì mình phải đi đo mắt, xong là mình sẽ đo mắt là cụ thể là bao nhiêu thì mình sẽ mua đeo kính cho phù hợp ấy. Có thể là ở những nơi mà cắt kính đấy thì là mình đo mắt là mình cắt luôn kính ở đấy, thì là em nghĩ là nó cũng sẽ là tốt. Thế còn nếu mà quý vị có nhu cầu mà muốn trải nghiệm một chiếc đồng hồ, một chiếc kính, cứ đồng hồ xuân làm về đồng hồ nó nhiều, nó cứ làm về đồng hồ nó thành quen rồi quý vị. Muốn trải nghiệm một chiếc kính ở Nhật nhé, hàng ở Nhật nó như thế nào thì có thể là alo cho em sẽ mua hộ. Ở bên này thì có kính lão, kính cận. Đấy, thì quý vị anh chị muốn mua dùng hay là mua cho người thân, mua cho các ông các bà thì cứ alo cho em sẽ mua giúp cho quý vị nhé. Thì bởi vì những cái kính này nó không có đắt tiền đâu, nó chỉ có những loại trên dưới khoảng độ triệu hoặc là 700-800 là cũng có rồi. Thì nó tùy cái, nó có cả cổ nào của nữ nhé. Đây ví dụ là như với những cái chiếc của nữ đây thì là nó sẽ có dòng này, này. Thì về thông số của nó thì nó sẽ cũng như nhau thôi. Đấy. Đây này, những cái chiếc của nữ này là nó có cả màu đỏ này. Như cái chiếc này thì nó ở đây thì em cũng thấy nó ghi là 3 chấm ở phía góc này, này. Nhưng nó quay cam trước để nói chuyện có thể quý vị nhé. Đấy thì là nó là 3 chấm. Thì cái này thì là cảm giác cái mắt kính của nó thì nó cũng dày như cái này thôi, nhưng mà nó làm thì nó khác. Đây nó rất là trong. Quay ngược lại như thế này thì quý vị có thể thấy được không? Quay ngược như thế này nhé. Đây là kính của nữ. Đó. Thì về đại khái là về cái kiểu mẫu của nó thì nó em thấy nó có vài mẫu ở đây. Thì kính lão thì nó không phải là quá nhiều mẫu như cái kính thời trang ấy. Thì kính dành cho các cô các chú, các ông bà có tuổi đúng không? Thế còn kính thời trang ở phía đằng sau em rất là nhiều vô kể. Nó có loại rẻ, có loại đắt, có thì thông thường em thấy là quý vị hay đeo cái kính kiểu là của, nếu mà kính thời trang là hay đeo của Ray-Ban nhiều hơn, bởi vì kính của Ray-Ban thì rất là nhiều các anh các chú đánh giá cái kính của Ray-Ban, nó đeo nó rất là nhìn nó rất là chất, cũng như là cái chất kính của nó rất là tốt nhé. Ngoài ra thì ở phía đằng sau này sẽ có những cái tai nghe trợ thính. Đấy, ta nghe trợ thính ở bên Nhật này cũng rất là nhiều. Như là tại ở đây trung tâm giáo này em thấy có những cái mà dành tốt dành cho những cái người các cô chú các bác có tuổi ấy. Đấy, thì em cũng là muốn chia sẻ thêm một quý anh chị. Đấy, như là kính lão này, hay ở bên này sẽ có tai nghe trợ thính này. Đấy, hay là có cả những cái gậy để chống gậy dành cho người già. Thì như đấy, cái đấy hay là những cái gậy mà để leo núi. Ở đây thì có những cái gậy dành cho người già. Thì đây là những cái kính rẻ tiền. Còn nếu mà hàng kính đắt tiền thì nó cũng có, thì nếu mà cô chú anh chị nào muốn dùng kính đắt tiền thì là nó khoảng vài chục triệu, hay là đến chục triệu hay hơn chục triệu hay là vài chục triệu đấy, thì là em cũng có thể lấy được cho mọi người. Nhưng mà đây là muốn là chia sẻ cùng toàn thể quý vị những cái chiếc kính mà nó rẻ tiền để quý vị có thể tiếp cận được ấy. Nhiều các cô chú có thể tiếp cận được, với các cô chú có nhiều khi là có tuổi thì có thể tiếc tiền, mua cái kính vài chục triệu thì quý vị cũng là tiếc. Đây có về thì đây là cháu là em cũng chia sẻ rồi toàn thể quý vị cái chiếc đồng hồ giá chiếc kính mà giá nó rẻ cho mọi người có thể tiếp cận được. Cô này chị bạn mua thêm con này được chưa?
ええ、すいません。まあいい、はい、いいです。ありがとうございました。まあ、まあまだ。まだです。はい。Tối nay quản lý về nhà thì em cũng mua, ông là quản lý mà anh nhân viên ở đây. Nhân viên đây em cũng mua hàng nhiều đây rồi thì ra nhau chào nhau và thu dọn một tí. Rồi em cũng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều đến xem ủng hộ cho kênh của Quý Vị Japan, cũng như là cảm ơn cái tình cảm của các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã dành tình cảm yêu mến cho anh Quyết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mọi người có nhu cầu muốn mua cái gì bên này, mọi người cứ để lại cái bình luận ở dưới video hoặc là nhắn tin cho em. Thì em đi đến những cửa hàng này thì có những cái hàng gì, nếu chẳng hạn có lấy được hay không thì em sẽ lấy ủng hộ cho quý vị. Hoặc là em cũng biết cái nhu cầu của anh em, người dân hay là các cô, các chú, quý vị ở bên Việt Nam mình có nhu cầu muốn dùng những cái hàng gì bên Nhật này, thì em cũng sẽ có cái cơ sở thêm để em đăng video lên để giao lưu cùng với quý vị mua những cái hàng chính hãng bên Nhật này gửi về cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quyết xin dừng lại video ở đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong video lần sau. Đó. Em sẽ treo lại cái kính này giả cho người ta. Đây này, đây em cứ đang lấy được có cái kính, cái mắt kính này. Vừa đây sẽ chào quý vị rồi nhưng mà này, quay ra này thấy có một cái mắt kính ở đây. Cái mắt kính này nó có lên đến 4.0. Đây này, nhìn nó nhìn như này thì như mình nhìn nó phóng to cái cùng luôn. Như đây nhìn cái mồm em này quý vị này. Đấy. Kính này nó như kiểu gần như là kiểu là kính lúp ấy. Nhưng mà nó là kính lão, nó phóng to lên rất là nhiều nhé. Đây. Quay ngược như thế này. Đây. Chẳng hạn như thế này, đây nhìn cái miệng của em nó như thế này. Răng. Thì như thế này nha quý vị nhé. Đó. Cái mắt kính ở đây, nó là 4.0. Cái này thì đeo mắt mình thì không nhìn thấy cái gì cả đâu. Hay chỉ là các cô chú, các ông bà nào mà lớn tuổi mới đeo được thôi nhé. Đây. Như thế này thì đeo lên mắt mình thì sẽ ngã sấp, ngã rú, ngã rủ này. Đây. Nhìn buồn cười quá. Thế còn cái này, như cái này sẽ là 1.0 này. Cái này thì là cái kiểu giá của nó khác một chút thôi. Như cái này nó chỉ có khoảng vài trăm. Như cái này như là về nó khoảng đây, như cái này thì nó rẻ, cái này là 1.0, như cái này chẳng hạn 1.0 em đeo lên mắt thì cảm thấy nó cũng bình thường đấy, thì là nó cũng không có choáng lắm. Nhưng mà nếu mà đeo cái 1.5 hay là đến cái 2 lên mắt là choáng lắm, nhưng vì cái này đeo nó hơi choáng một tí thôi đấy. Thế nhưng mà đây là cái hình dáng nó như thế này để cho quý vị xem thôi. Đây chẳng hạn như cái này mà quay lên đây thì nó phóng cũng bình thường thôi đúng không?
đây đấy thì nói thì to to hơn một tí thôi, mồm em to to hơn một tí thôi. Đây, để mình chờ như này nhé. Đấy, thế nó như thế này. Thế còn cho ông này vào thì nó kinh khủng, cho ông này vào thì nó khiếp quá. Đây nó sẽ là như thế này. Còn cái này thì nó bị chắc là mỗi một cái độ chấm khác nhau thì nó sẽ có độ phóng khác nhau đúng không? Đây. Nhiều lắm quý vị ạ, đây nó có nhiều 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 cái lắm, tôi để em ngoắc lại cái này nhé, để xem có gì hay hay lôi ra cho quý vị xem thêm. Ba chấm một chấm năm đến ba chấm thông thường là kính ở đây nó sẽ từ là 1.5 à 1 chấm đến 1 chấm đến 3 chấm quý vị nhé. Đấy, thông thường là như thế rồi, thế đây là kính. Nhưng còn kính thời trang thì nó nhiều lắm, kính thời trang thì anh chị nào cũng tìm hiểu ở trên những cái trang mạng xã hội hay là ở trên cái anh cái chị thích cái kính nào thì là gửi cho em, nếu em lấy được tại Nhật em lấy cho. Thì thông thường là cái kính nếu mà cái hàng new hàng mới ở tại tại đây thì kính của thằng Ray Ban thì nó loanh quanh khoảng tuần khoảng 5-6 triệu thôi, 3-4-5 triệu. Đấy, có những cái nó loanh quanh khoảng chục triệu, gần chục triệu. Đấy là kính hàng chính hãng là ở tại đây nhé. Thế còn nếu mà quý chị nó chơi thì thỉnh thoảng em biết có đi săn cái cửa hàng của cũ thì những cái kính nó qua sử dụng ở đây, nhưng mà mình chọn được cái kính mà nó vẫn còn kiểu là trước bài thanh lý, những cái kính lướt mà nó chưa xước giáp gì ấy. Mình dùng nó vẫn là đẹp và nó vẫn là hàng xịn mà nó lại giá nó rẻ nhá, cái khoảng đây quanh đấy khoảng trên 2 triệu hay trên 3 triệu là mình đã có thể sở hữu được một chính cái kính Ray Ban rồi. Còn nếu như quý vị xem những cái video trước em quay ấy, thì là kính ở Ray Ban bên này toàn là khoảng 5-6 triệu trở lên thôi. Chứ còn nếu mà mấy trăm nghìn, mấy trăm nghìn không mua được cái hàng xịn hàng chính hãng ở tại Nhật đâu. Thì không biết là thị trường ở trong nước nó như thế nào. Thì cái đấy thì em không biết, nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy cái thị trường ở đâu đấy mình cảm thấy nó ok, nó kính hàng xịn hàng thật thì là quý vị có thể mua, quý vị chơi được nhé. Quý vị chơi mua, quý vị chơi thì là nó sẽ ở đâu mà cứ ở đâu mình rẻ mà là hàng chính hãng mình chơi thôi. Đấy. Nó cũng không cứ. Thì sợ nhất là khi mình bỏ ra cái tiền thật đấy thì nếu mình nhưng mà mình lại chơi lại mua lại phải cái hàng giả thì nó phí tiền, thì giống như là mua một chiếc đồng hồ hàng chính hãng bên này, ví dụ như mà vừa bỏ ra mức giá của nó 15-17 triệu, thế nhưng mà mua được hàng bên này mình có thể dùng đến mấy chục năm nó không hẳn, thế nhưng mà cũng là mẫu đồng hồ đấy nhưng mà mình bỏ ra mức 5-7 triệu nhưng mà lại mua phải là cái hàng fake, hàng thì nó rẻ nhưng mà mua lại hàng fake thì là mình chỉ có thời gian là thứ nhất là nó sai số nhiều. Đấy, thứ hai là mình dùng thời gian nó hỏng bỏ đi nó lại phí. Đấy thì có thể là cứ mua những cái đấy chẳng hạn như là nó 5 triệu đi mua ba cái đấy nhưng mà chỉ có dùng được trong vòng 2 năm hay 1 năm là nó hỏng hết cả bàn. Thế thì nhưng mà mình mua bỏ ra hẳn một lần là 15-17 triệu, mình dùng mấy chục năm. Đấy thì là coi như là mình mua đắt như là mình rẻ đúng không quý vị? Đấy thì là nó là như thế. Thế còn giá thì thị trường tất nhiên là kể cả kính hay là kể cả là đồng hồ thì em quyết cũng chia sẻ rất là chân tình cùng toàn thể quý vị là giá nó rất là nhiều, giá nó không có đứa nào dùng giá chỗ nào vậy, nhưng mà tất cả mọi cái quyết mua bên này về cho toàn thể quý vị là quyết đều công khai giá, nó giảm giá hay là có giá bao nhiêu thì em sẽ công khai cụ thể đúng cái giá ở tại Nhật này gửi cho toàn thể quý vị nhé. Rồi hôm nay làm video thì cũng hay quay mình là chính thôi, quay sản phẩm nó không quay mấy quay mặt lên đây để là nếu như anh chị nào lần đầu tiên mà xem video clip của em Quyết thì cũng biết về em Quyết. Em Quyết này hiện nay đang ở Nhật đó, mà mặt em Quyết thì là như thế này, em cũng ít tuổi thôi, anh em đang hơn 30 tuổi một chút thôi. Đấy thì là quý vị anh chị nào thì lần đầu tiên đến với kênh video của Quyết Giao Ba thì em xin chào toàn thể quý vị nhá.
Đó, và em quyết lần này thì xin dừng lại video thật sự ở đây và xin dừng lại video ở đây thôi. Bây giờ bên Nhật cũng khá là muộn rồi và máy quay của em thì nó là cái điện thoại thôi, điều rồi bình thường ấy, nhưng mà nó đã hết pin rồi. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, em sẽ quay video lần sau sẽ đăng lên để giao lưu cùng toàn thể quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc toàn thể quý vị cùng gia đình luôn luôn có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, em quyết xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong video lần sau. Xin mến chào và hẹn gặp lại.